Chi tiết hai cách mua bảo hiểm xe máy. Cách mua bảo hiểm xe máy đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Dưới đây là chi tiết hai cách mua bảo hiểm xe máy mà người dân cần biết. Cách 1, mua trực tiếp tại các đơn vị uy tín. Người dân có thể mua bảo hiểm xe máy trực tiếp tại những điểm bán bảo hiểm xe máy như đại lý phân phối, cây xăng uy tín, ngân hàng. Để mua trực tiếp, người mua cần xuất trình giấy tờ cần thiết và đóng tiền cho nhân viên tại quầy. Sau khi hoàn tất thủ tục sẽ nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Cách 2, mua bảo hiểm xe máy online. Chủ sở hữu phương tiện có thể lựa chọn các ứng dụng thanh toán phổ biến như MyViettel, Viettel Pay, Ví Momo. Để mua bảo hiểm xe máy trên các ứng dụng này, người dân cần tải app về điện thoại và đăng nhập. Sau đó chọn tính năng mua bảo hiểm xe máy, nhập chính xác những thông tin cần thiết như nhà cung cấp, gói bảo hiểm, thông tin giấy tờ xe và hoàn tất quá trình thanh toán. Ngay khi thực hiện mua thành công, hệ thống sẽ gửi giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy trách nhiệm dân sự bản điện tử có mã QR. Trường hợp bạn mua hộ bảo hiểm xe máy cho người thân hoặc xe không chính chủ, chỉ cần nhập chính xác thông tin người yêu cầu bảo hiểm và thực hiện đúng theo các bước hướng dẫn.